Lời Chúa, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Lời Chúa, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư mà chúng ta đang sống ở trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse. Mỗi ngày thứ tư, anh chị em dâng lời cầu nguyện, dâng những việc hy sinh, việc bác ái và đọc kinh Kinh Thánh Giuse, chúng ta được lãnh ơn toàn xá. Đặc biệt là trong thời gian này, ở Việt Nam, Sài Gòn cũng như nhiều thành phố và nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đang sống trong hai tuần lễ giãn cách xã hội, có nghĩa là nhà nào ở nhà đó, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài để tránh lây lan dịch virus corona. Và như vậy thì tê liệt tất cả mọi hoạt động. Tuy nhiên, về tôn giáo, chúng ta không đến nhà thờ, không tham dự thánh lễ trực tiếp. Nhưng chúng tôi đã cố gắng gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, ít nhất là lời Chúa mỗi ngày, đó là lương thực không thể thiếu được. Còn sống đúng, sống đẹp hoặc là những mục khác có thể làm được thì chúng tôi cố gắng. Còn nếu mà không làm được thì anh chị em cũng thông cảm, vì hoàn cảnh rất là khó khăn, không thể thực hiện như là ngày trước được. Tuy nhiên, như thế chúng ta càng thấy giá trị của lời Chúa và càng thấy mình gắn bó với Chúa nhiều hơn. Anh chị em cần thì coi lại những bài sống đúng, sống đẹp, nhất là về cầu nguyện trong giai đoạn này rất là cần thiết. Chúng tôi có 12 bài về cầu nguyện, mỗi ngày một bài, theo ý Đức Thánh Cha Francisco. Mời anh chị em lấy những bài cầu nguyện đó mình coi lại và suy gẫm. Hoặc là chuyện đạo, chuyện đời mỗi ngày chúng tôi đều có cho anh chị em đầy đủ hết. Và ngày thứ năm những chuyện cổ tích, cũng như là ngày thứ sáu về sống đời chứng nhân, và ngày thứ bảy tản mạn. Cuối tuần, ngày Chủ nhật điểm hẹn, Chủ nhật chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện cho anh chị em. Chỉ có thứ hai, thứ ba, thứ tư sống đúng, sống đẹp thì vì hoàn cảnh nó khó khăn quá không thực hiện hết được. Mong anh chị em thông cảm. Và tha thiết xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cất đi cơn đại dịch, nhất là ban cho các gia đình có những người bệnh, có những người qua đời vì virus corona có được sự bình an trong cơn thử thách này. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, bài đọc 150 trong sách Xuất Hành chương 3 câu 1 đến câu 6, câu 9 đến câu 12. Bài trích sách Xuất Hành. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rép. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ dưới bụi cây. Ông Môsê nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ dưới bụi cây, Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi giáp ra ở chân, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi.
khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khóa quên mọi ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đầy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, mà khai cho Môi-se biết đường lối của Người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công Người thực hiện. Hallelujah, hallelujah, lạy Cha là Chúa tế trời đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Anh chị em mở Matthew 11, 25 đến 27. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình. Và những gia đình bây giờ thì đang là sống trong đúng là một cái thời của sự khủng hoảng. Khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần. Vật chất thì công ăn việc làm không có. Rồi nhà, những người cho thuê, đi thuê nhà bây giờ lấy tiền đâu mà trả vì không có công ăn việc làm. Rồi những người thuê mặt bằng để mà kinh doanh buôn bán thì không có kinh doanh buôn bán, lấy gì mà trả tiền thuê mặt bằng. Rồi những công ty lớn thì công nhân bây giờ cho nghỉ thì mai mốt làm lại, làm sao mà có được công nhân. Rồi cho họ nghỉ thì họ sống như thế nào, mình là chủ cũng thấy áy náy. Cho nên biết bao nhiêu vấn đề nó đang là đè nặng trên các gia đình. Chúng tôi là những người sống để độc thân, nhưng mà dẫu sao thì cũng có cha mẹ, anh chị em, gia đình, bà con của mình. Dẫu sao thì cũng lặn lội trong các gia đình nhiều, cho nên rất là cảm thông và hiểu những nỗi thống khổ của các gia đình trong giai đoạn này. Cũng giống như là những người Do Thái đã kêu lên với Chúa, kêu lên với Chúa khi mà họ thống khổ quá, bị người dân Ai Cập bách hại, áp bức, bóc lột đến tận xương tủy ở trên đất khách quê người. Họ rất khẩn thiết kêu cầu Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Thì ngày hôm nay, mời anh chị em chúng ta hãy dành 2 tuần lễ cách ly này thành 2 tuần lễ tĩnh dưỡng tĩnh tâm. Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tĩnh tâm. Quên chuyện cách ly, quên chuyện virus corona đi. Tạm quên được không? Tạm quên. Và nếu mà có nhớ đến thì hãy kêu lên với Chúa rằng lạy Chúa, như người Do Thái đã kêu cầu Chúa giải thoát họ khỏi đất Ai Cập, khỏi nô lệ của Pharaoh, khỏi sự áp bức bóc lột, nỗi thống khổ ấy, thì bây giờ xin Chúa cũng thương giải thoát chúng con khỏi đại dịch, khỏi kẻ thù vô hình nó mang tên là virus corona. Nó đang tác động, ngày xưa chỉ có trên dân Do Thái ở đất Ai Cập, còn ngày nay nó tác động trên tất cả con người ở trên hành tinh này. Dường như là bây giờ không có một quốc gia nào, không có một vùng miền nào mà không có người nhiễm virus corona. Không ít, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều, đều dính hết. Bây giờ hãy kêu cầu lên Chúa đi. Hãy kêu lên Chúa là xin Chúa thương giải thoát con đi. Và ngày xưa Chúa đã sai Môi-se đến để mà giải thoát họ. Và Đức Chúa nói như thế này này: Giờ đây, tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta.
Ước gì Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta rằng là giờ đây tiếng rên xiết của con cái của ta đang sống trên trần gian này, nhất là tiếng rên xiết của tất cả những người đi con đường lòng thương xót Chúa, tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, tất cả đang giang tay lên lạy Cha xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới đang đắm chìm trong nỗi thống khổ vì virus corona. Có kêu lên hay không? Hay là lại kêu ai chứ không kêu Chúa? Lại kêu ca, lại kêu la chứ không kêu cầu. Kêu ca là dài mỏ ra than thở, rồi kêu la là la lối, la mắng, trách móc. Kêu ca, kêu la, kêu gì nữa? Kêu cầu sao không kêu cầu? Mà lại có khi lại đi kêu cầu cái gì ấy? Có những nơi mà bây giờ có một cái đền thờ mang tên là đền thờ Corona. Sợ nó quá vì làm đền thờ. Khủng khiếp như thế đó. Chứ em thấy cái sức mạnh Chúa đang để cho ma quỷ nó dùng tất cả sức mạnh của nó để thử thách lòng tín thác của con người. Để coi con người ngày hôm nay có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa hay không. Khi mà thống khổ như vậy. Hallelujah. Không ai dám tạ ơn Chúa. Cha giờ này mà bỏ con tạ ơn Chúa làm sao, đói gần chết đây này. Giờ này mà tạ ơn Chúa làm sao, công ăn việc làm không có đây này. Giờ này tạ ơn Chúa làm sao, giờ đi thử cả nhà 2/3 dương tính nữa. Còn có mỗi đứa âm tính, hỏi nó sao mày âm tính, nó bảo nó chưa thử. Thưa anh chị em, chúng ta cũng giống như người Do Thái, cứ kêu, kêu cầu, thấm thiết mà kêu cầu. Có người vẫn chưa chịu cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có người vẫn chưa có biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa bảo tiếng kêu của dân ta, của con cái Israel đã thấu tới ta, mà chưa thấu tới Chúa, tại vì mình kêu còn ít quá, ít người kêu quá. Cứ kêu la với kêu ca thì nhiều, mà kêu cầu Chúa, kêu cầu lòng thương xót Chúa thì là ít quá. Họ kêu cầu sức mạnh của thế lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đủ thứ thế lực hết. Rồi kêu cầu những người có chức có quyền. Rồi có khi những người có chức có quyền thì lại trốn luôn, không dám kêu, không biết kêu cầu ai nữa. Cho nên người dân nó bị hoang mang, bị hoảng sợ, hoảng loạn là vì như vậy. Có một người lãnh đạo như là Moses, xin Chúa gửi đến một người lãnh đạo để giúp chúng con vượt qua khỏi cái cơn thống khổ này. Mà có khi gửi đến chúng ta cũng chẳng nhận. Ai đến rồi biết chưa? Ai đến rồi biết chưa? Đấng chịu giao trên thập giá đây, đấng nhiều lòng thương xót đây, đã đến rồi. Vì đấng đã nói rằng là hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho. Mà mình không có đến, mình không đến. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Những người khôn ngoan, những người giàu có, những người có chức có quyền, có danh vọng, có địa vị trong đạo ngoài đời hết tất cả, họ lại không nhận biết lòng thương xót Chúa, họ không nhận biết mầu nhiệm nước trời. Ngợi khen Cha vì giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chúa tỏ mình ra cho người bé mọn. Những người bé mọn là những người đang khẩn khoản này, xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới này. Những người bé mọn là những người lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi đấy. Những người bé mọn là những người lạy Chúa, con không có một tấc sắt trong tay, về nhà con không còn tiền, không còn gạo, không còn cái gì để mà ăn đây này. Những người bé mọn là những người không còn biết kêu đến với ai nữa, mà cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến họ nữa. Những người thấp cổ bé miệng, những người vô danh tiểu tốt, những người mà họ có sống hay chết người ta cũng chẳng quan tâm. Vì họ chỉ bận tâm đến cái gì mà suốt ngày trên mạng giờ này
Người ta đói khổ gần chết đi mà cứ đưa lên những hình ảnh, những tài tử, những minh tinh, những người đẹp, những ngôi sao ở nhà là bao nhiêu tỷ, đi xe hơi bao nhiêu tỷ, đập hàng hiệu bao nhiêu tỷ, tỷ 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 tỷ. Rồi cái cảnh gia đình để biệt phủ với lại cái phòng ngủ sang trọng với nhà vệ sinh dắt vàng vân vân. Đưa những cái đó lên trong hoàn cảnh này khác gì làm cho những người nghèo, người khổ, người đói họ tủi thêm. Họ tủi thêm. Và như vậy mình không thấy mình có tội hay sao? Mình cười, mình vui, mình giỡn, thoải mái bên nỗi đau khổ của người khác có thấy có tội hay không? Bây giờ mỗi người vô ngồi bàn ăn, nhìn bàn ăn mình đầy đủ, cơm rau cá thịt đầy đủ hết. Nghĩ đến những người dân ở bên ngoài giờ này họ sống làm sao đây? Hay là mẹ tôi giờ có một mình bà cụ trong nhà, cửa đóng then cài, người không được tiếp xúc, người không được ai. Mình bà cụ giờ bà cụ sống như thế nào đây? Bà bảo cứ mua cho tao mấy con cá bống kho mặn ta để tao ăn dần cũng được, nấu tí cơm vậy sẽ đủ sống rồi, qua ngày. Thì từ anh chị em, những con người bé mọn như vậy vì họ biết cậy vào ai, nhưng mà họ là những người có phúc vì đó là điều đẹp ý cha, vì cha đã mặc khải cho họ biết mầu nhiệm nước trời, cha mặc khải cho họ biết được quyền năng và lòng thương xót của cha. Họ mới kêu cầu rằng lạy cha xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Có khi có người nói thưa cha, cha có biết là bao giờ hết virus corona? Bảo sao tôi biết được? Bảo theo con nghĩ ngày nào mà tất cả mọi người đều giang tay lên cầu nguyện hàng ngày xin thương xót chúng con và toàn thế giới thì chúng mới thương xót, chúng mới cứu. Còn vẫn chỉ có những người thấp cổ bé miệng chúng con kêu thôi. Còn bao nhiêu người thông thái, bao nhiêu người quyền lực, bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người có chức tước địa vị, có mấy người kêu cầu lòng thương xót Chúa hay không? Vì họ đâu cảm thấy là họ thiếu thốn. Vì họ cảm thấy rằng là người dân đói thì đói, người nghèo khổ thì khổ, chứ họ đâu có ảnh hưởng gì. Họ vẫn ngày cơm ba bữa mà. Việc khỏi bước ra đường, khỏi bị lấm chân, khỏi bị vấy bùn, khỏi bị dính bụi, thôi, đâu sao. Ai giãn cách, nhà họ rộng tới cả ngàn mét vuông, phòng ở không hết mà. Cho nên có những người đến, thứ ra đến thăm cái đảo Kim Cương của nhà con. Sao vậy? Của con có nhà nó đẹp lắm, đảo ở bên đảo Kim Cương, làm đẹp như là bên thành phố bên Mỹ. Rồi còn mấy cái biệt phủ nữa, cái nào cũng cả mấy chục tỷ. Vậy chị ở đâu của con cũng nhiều khi cũng mệt. Lúc ở nhà này, lúc ở nhà kia. Mà chú tôi, chị lang thang vất vả thế. Lúc mà có nhà mà phải lang thang. Vì không biết chọn nhà nào để ở. Nhà nào cũng đẹp, nhà nào cũng sang. Rồi tôi hỏi, lúc mà chị chết thì chôn mấy hòm, là mấy quan tài, là mấy bia mộ. Chả nói sao vậy, một thì chứ mấy. Thế thì vậy thôi, một thôi. Chết cũng một mà sao giờ sống nhiều dữ vậy. Rồi đông khổ. Mà con khổ quá trời, khổ cái gì? Tôi không biết ở nhà nào nó cũng đẹp, không biết nằm giường nào cũng sang. Thế thì chị cứ một tiếng chị ở một phòng, ngủ tiếng xong rồi sang phòng khác có lại uổng. Nhá, được, ý kiến hay không? Hay chà, ừ để cho họ mất ăn mất ngủ. Ăn cũng mất ăn tại vì ăn nhiều đồ ngon quá, vì không biết ăn cái món gì bây giờ. Khổ quá trời, bảo cái gì khổ, suốt ngày kêu khổ. Con đi chợ mà không biết mua cái gì, bảo không có tiền, bảo không, tiền nhiều quá mà không biết mua cái gì. Sao vậy? Vì cái gì cũng ăn hết rồi, không biết cái gì mà ngon để mà mua. Hồi xưa mẹ tôi cứ nói, mày thì ăn gan dời trứng trâu. Trâu nó đâu có trứng. Và ông trời làm gì có gan, còn mày ăn gan dời trứng trâu. Mẹ tôi mắng tôi như vậy, đòi hỏi cho lắm mà. Được cái gì là ăn cái đó là được rồi, đòi hỏi. Lúc đói rã họng rồi mới biết. Thì thưa anh chị em, trong hoàn cảnh này mình mới thấy được là mình phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đang cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi nhận được một tin nhắn, mời anh chị em gửi những tin nhắn này đi. Ai cần rau thì xin liên hệ những địa chỉ này. Địa chỉ A, địa chỉ B, C, một dãy phát miễn phí. Tại vì bây giờ mọi người đang rất cần rau.
Vì ăn mì không làm sao mà chịu nổi. Mà rau bây giờ một bó rau muống mà có 10 ngàn, bây giờ lên 50 ngàn bó rau muống, nó chịu nổi. Thì có cả mười mấy, 20 cái địa điểm vẫn có những con người sẵn sàng phát rau miễn phí cho họ. Và cần những thiện nguyện để đi phát rau vào những vùng bị cách ly, họ không ra được, thì mình đến gửi cho họ. Thưa anh chị em, vẫn có những tấm lòng, vẫn có những người dù họ có tiền có của nhưng họ vẫn được biết mầu nhiệm nước trời. Giàu đây không phải chỉ là giàu của vật chất, nhưng mà là giàu cái tấm lòng của họ. Nghèo đây không phải là nghèo vật chất, nhưng mà nghèo cái tấm lòng. Vì cái tấm lòng nó bé quá, tấm lòng nó nhỏ hẹp quá, tấm lòng nó ích kỷ quá, thì không biết được mầu nhiệm nước trời. Cho nên có khi những người nghèo vật chất mà đồng thời cũng nghèo luôn tấm lòng, đâm ra bất mãn, đâm ra chửi động, cũng không kêu cầu, cũng chỉ kêu la và kêu ca thôi. Cho nên Chúa cần là cần những con người có tấm lòng, tấm lòng bé mọn. Dù tôi giàu hay nghèo, vật chất điều đó không quan trọng. Tôi nghèo hay tôi giàu, người ta đánh giá thế nào không quan trọng. Nhưng mà trước mặt Chúa thì tôi lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, chỉ là hạt bụi hạt cát trước mặt Chúa thôi. Tất cả những gì con có là của Chúa. Người bé mọn là người nhận rằng tất cả những gì tôi có là của Chúa, dùng để mà phục vụ người khác. Đó là những người bé mọn. Có nhiều hay có ít không quan trọng. Có điều quan trọng là cái lòng của tôi sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em của mình, sẵn sàng phục vụ anh chị em của mình. Vì tôi nhận ra rằng đó là anh chị em của tôi, con cái của Cha trên trời. Cha đã mặc khải cho tôi thấy được điều đó. Nếu mà Cha không mặc khải cho tôi, làm sao tôi thấy là anh là con của Cha trên trời, là anh em với tôi, chị là con Cha trên trời, là anh em với tôi. Làm sao mà tôi nhận biết rằng Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để tôi nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chỉ có Chúa tỏ ra, Chúa tỏ mình ra mình mới nhận thấy được, Chúa tỏ mình ra mình mới nhận biết được. Nhưng mà nếu Chúa tỏ ra mà mình cứ nhắm mắt lại thì cũng thua. Mình phải khao khát. Như người dân Do Thái đã khao khát kêu cầu, tiếng kêu của dân ta đã thấu đến tai ta. Ta cũng thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Chúa sai Môi-se đi. Môi-se có tài không? Không. Môi-se chỉ là đứa được vớt từ nước sống sót đấy chứ. Môi-se chỉ là đứa sống chui sống nhủi, nếu mà không có bà mẹ mà tính toán thì cũng sống chui sống nhủi thôi. Được cô công chúa cứu đưa vào trong triều đình. Nhưng mà vào trong triều đình ấy, Môi-se vẫn không quên cái gốc của mình là Do Thái, vẫn không quên cha ông của mình là Do Thái, và đi thăm đồng bào của mình, thấy đồng bào của mình bị áp bức, cho nên mới tức mà giết cái người áp bức đồng bào của mình, rồi bị người ta tố cho nên phải trốn, trốn ở trong sa mạc. Và khi đang ở trong sa mạc vậy thì Chúa gọi Môi-se, mọi người Môi-se mà làm công việc mà ngoài sức tưởng tượng, làm một công việc, một cái nhiệm vụ gọi là bất khả thi, impossible, không thể, impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa nói ta ở với ngươi. Vì Môi-se bảo con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Chúa quên là Pharaoh đang đi tìm giết con à. Mà con có phải là người có chức có tước gì giữa người Do Thái đâu. Có khi họ còn nghi ngờ con, tại vì con từ trong cung điện của Ai Cập mà đi ra mà. Thế không ạ? Con là ai? Con là cái gì? Sức nào làm được? Không, ta ở với con. Ta ở với con. Trong hoàn cảnh này, Chúa cũng nói với một người, đừng lo, ta ở với con. Virus corona, nó ở trong con, nhưng mà còn có ta ở với con, sao con lo chi vậy? Ta đã nghe rõ, thấy rõ nỗi thống khổ của con. Vì virus corona làm cho mọi người hoang mang bối rối, gia đình đói cơm ăn. Nhưng mà ta vẫn ở với con. Trong nỗi thống khổ, trong nỗi lo lắng, ta ở với con. Trong lúc vui mừng, sung sướng, ta ở với con. Nhưng lúc đó con không nhận ra. Lúc con có quyền, có chức, có danh, có vọng, có địa vị, có tiền bạc, mọi thứ, con không nhận ra rằng ta vẫn ở với con đuổi ta ra.
khỏi lòng của con. Con rước tiền của danh vọng vào. Còn bây giờ thì con thấy bó tay vì virus corona rằng có tiền, có của, có danh vọng trước tức cũng chẳng làm gì được cái thằng virus corona. Hét người dưới, bắt nạt người dưới, rồi đội trên đạp dưới, rồi hống hách với người dưới, bắt nạt người dưới. Nhưng mà virus corona đến là dạ, em xin, cho em xin, anh đừng đến thăm em. Sợ chết cái thằng bé tí tí tí, không thấy mặt mũi nữa đâu. Thì lúc đó Chúa vẫn nói, ta ở với con. Nào, anh chị em hãy nhắm mắt lại, hít một hơi và nghe Chúa nói, ta ở với con. Trong nỗi thống khổ, trong lúc lo lắng bối rối này, bị giãn cách xã hội này, hoang mang này, không dám đến với ai và không ai dám đến với con, Chúa vẫn nói, ta ở với con. Trong lúc đau ốm bệnh tật, trong lúc cô đơn chán trường, trong lúc tội lỗi ngập đầu, không ai tha thứ cho con, không ai dám đến với con, không ai đưa tay cứu vớt con, Chúa vẫn nói, ta ở với con. Mời anh chị em chuẩn bị tâm hồn được lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cũng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.